Hello anh em, Hyundai Tucson máy dầu 2020 chạy 2,2 vạn km, màu trắng biển Hà Nội. Không bàn về chất, chỉ bàn về giá. Wow. Cam kết siêu đẹp. Cao to, đen hôi, mồ hôi dầu. Wow. Động cơ 2.0 máy dầu cực tiết kiệm nhưng lại siêu khỏe. 400 Nm, 185 mã lực, anh em trèo đèo lội suối vô tư. Yeah. Mông nở thế này cơ mà, vợ cả vợ hai mông cứ nở, làm ăn nở hậu hết. Này, cốp nhá. Rộng mênh mông, tha hồ mà để đồ. Dậy đi ông cháu ơi. Ui, rộng rãi thoải mái. Này đi đường trường anh em chỉ việc ngả lưng và ngủ thôi, đúng không? Muốn tì tay, muốn để cốc, có ngay. Có cả cửa gió điều hòa này, đấy, tẩu sạc có đủ, không phải luồn dây từ trên xuống dưới nhá. Option này, nó ở cỡ mắc quinh. Cửa trời toàn cảnh panorama này. Vô lăng bọc da đa chấu này. Màn hình Fly Monitor có Apple CarPlay này. Điều hòa hai vùng độc lập, có lọc không khí nhá. Sạc không dây này. Phanh tay điện tử có chức năng Auto Hold, có đổ đèo và có cả 3 chế độ lái. Anh em quan tâm về mẫu xe này cứ alo cho tôi nhá. Mang xe đi check, không phải cọc cạch gì hết. Thích thì nhích.